Liên quan đến gói xét nghiệm ADN cha con trước sinh không xâm lấn bằng mẫu máu, thì một trong những câu hỏi mà tôi nhận được từ rất nhiều cái quý vị độc giả cũng như là các gia đình đang có nhu cầu làm cái xét nghiệm ADN khi đang mang thai, đó chính là độ chính xác của công nghệ xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai là bao nhiêu. Thì trong video này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu các thông tin chi tiết. Trước hết, như quý vị các bạn đang nhìn trên màn hình thì đó chính là một cái sơ đồ tổng quan của cái quá trình xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai. Thì như tôi đã trao đổi ở các video trước liên quan đến cái thời điểm có thể tiến hành cái gói xét nghiệm ADN khi đang mang thai và cái quy trình thu mẫu của xét nghiệm ADN khi đang mang thai, thì chúng ta có thể thấy rằng là một trong những điểm khác biệt rất lớn đối với cái xét nghiệm ADN khi đang mang thai so với xét nghiệm ADN cha con khi em bé đã sinh ra, đó chính là cái việc mà làm sao đó chúng ta có thể thu mẫu ADN của người con. Thì chúng ta biết rằng là đối với cái xét nghiệm ADN huyết thống cha con khi em bé đã sinh ra, thậm chí là các trẻ sơ sinh mới sinh khoảng 2 đến 3 ngày, là chúng ta đã có thể lấy được trực tiếp mẫu sinh phẩm của em bé, có thể là mẫu máu gót chân hoặc là mẫu nước bọt của em bé hoặc là cắt móng tay móng chân của em bé, để chúng ta làm tách ADN để so sánh ADN với người bố thông qua cái công nghệ sử dụng 24 lô cốt gen rất là nhanh chóng và đơn giản. Thì trong cái trường hợp mà mẹ bầu vẫn còn đang mang thai em bé ở trong bụng, mà đặc biệt là mang thai ở giai đoạn rất là sớm, tuần thứ 7 của thai kỳ, thì làm thế nào để chúng ta có thể lấy được mẫu ADN của em bé mà không ảnh hưởng tới cái sự phát triển của em bé cũng như là đảm bảo được cái sự an toàn của cả mẹ và em bé trong bụng mẹ. Thì hiện nay với cái sự tối ưu của công nghệ, đặc biệt là các cái quy trình phân tích của ADN thai nhi tại cái phòng lab của trung tâm ADN Novagen, thì chúng tôi đã tối ưu được cái quy trình công nghệ này. Thì như quý vị các bạn đang nhìn trên hình, thì trong trường hợp làm xét nghiệm ADN thai nhi khi đang mang thai từ tuần thai thứ 7, thì chúng ta thấy là đối với cái việc mà lấy mẫu của người bố thì rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta có thể là nhổ gốc chân tóc, lấy mẫu nước bọt hoặc là lấy mẫu máu hoặc là cắt móng tay móng chân vân vân. Thế còn đối với mẫu của thai nhi thì chúng ta sẽ phải lấy thông qua trung gian cái mẫu máu tĩnh mạch cánh tay của mẹ, và từ đó để chúng ta sẽ tách được cái ADN thai nhi của em bé từ cái hỗn hợp bao gồm cả ADN của mẹ lẫn ADN của thai nhi. Thì đó chính là cái điểm mấu chốt mà tạo nên cái việc mà cái công nghệ phân tích ADN cha con khi đang mang thai nó là một công nghệ cao, rất là hiện đại và ứng dụng gần như là những cái quy trình công nghệ, những cái hóa chất và trang thiết bị mới nhất hiện nay trong lĩnh vực giải trình tự gen. Đấy, thì chúng ta lưu ý như vậy. Và sau khi mà đã trải qua được cái bước đầu tiên, đó chính là thu được mẫu ADN tự do của thai nhi từ cái mẫu máu tĩnh mạch của mẹ, thì khi đó sẽ đến khâu là chuẩn bị cái thư viện để chúng ta tách được các cái trình tự ADN tự do của em bé cũng như là các trình tự ADN của người bố, và sau đó là chúng ta tiến hành giải trình tự gen của cả em bé và bố trên các hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới hiệu năng cao. Và sau đó là khi đã có được những dữ liệu này thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích các cái trình tự ADN của em bé cũng như là của bố trên các cái phần mềm tin sinh học chuyên dụng để chúng ta đưa ra được cái kết luận cuối cùng về cái mối quan hệ huyết thống giữa người cha giả định và em bé trong bụng mẹ. Thì chúng ta thấy rằng là đến cái giai đoạn mà phân tích cái trình tự ADN của bố và người cha giả định và của thai nhi thì nó cũng sẽ có được những cái khác biệt và so với cái công nghệ ADN huyết thống sau khi sinh. Cụ thể ở đây là gì? Chúng ta nhớ lại là đối với các cái xét nghiệm ADN huyết thống mà sau khi em bé đã sinh ra, ví dụ như là cha con, mẹ con, đúng không, vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái lô cốt gen. Ví dụ như đối với xét nghiệm ADN cha mẹ con là chúng ta sẽ sử dụng 24 lô cốt gen, có nghĩa là những cái điểm, những cái đoạn trình tự ADN đặc hiệu mà chúng ta đã biết đặc trưng cho mỗi cá thể, mỗi người. Thế còn đối với cái xét nghiệm ADN thai nhi này thì chúng ta dựa vào cái công nghệ phân tích ADN tự do của em bé. Do vậy mà chúng ta sẽ phải sàng lọc một số lượng nhất định các cái trình tự ADN đặc trưng của em bé từ cái nguồn ADN tự do đó. Do vậy mà chúng ta thấy là
Nếu như đối với xét nghiệm ADN huyết thống sau sinh chúng ta sử dụng 24 lũy quốc gen thì cái số lượng trình tự ADN trong được sử dụng trong cái xét nghiệm ADN khi đang mang thai ấy, nó sẽ không cố định mà nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái từng ca cụ thể. Có nghĩa là tùy thuộc vào cái chất lượng của cái ADN tự do mà chúng ta phân tách được từ cái mẫu ADN của từng thai phụ mà kỹ thuật viên trong phòng lab sẽ đánh giá và lựa chọn cái số lượng trình tự ADN tự do của em bé để so sánh với cái trình tự ADN tương ứng từ mẫu ADN của người cha giả định để từ đó chúng ta có thể đưa ra kết luận. Thì đó chính là cái điểm mấu chốt thứ hai mà trong cái công nghệ phân tích ADN khi đang mang thai chúng ta cần phải lưu tâm. Và với cái hai cái điểm mấu chốt là làm sao đó để tách được cái ADN tự do của thai nhi từ trong mẫu máu của mẹ, và điểm thứ hai là làm sao đó để chúng ta xác định được cái số lượng trình tự ADN đủ lớn giữa ADN, cái lượng ADN của thai nhi và ADN của người cha, để từ đó phần mềm sẽ phân tích để đảm bảo được cái độ chính xác của kết quả. Thì hai cái điểm này nó cho thấy là đó là hai cái điểm mà tạo ra cái yếu tố công nghệ cao trong cái xét nghiệm ADN khi đang mang thai thì chúng ta lưu ý. Và trên hình là một cái bản kết quả mẫu áp dụng cho cái xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai. Và như chúng ta thấy là ở trên cái đối với trường hợp giả định này thì các kỹ thuật viên đã sử dụng 43 cái vị trí, 143 cái vị trí để đánh giá so sánh giữa ADN của thai nhi và ADN của người cha giả định. Và trong trường hợp này thì cả 143 vị trí này đều trùng lặp giữa ADN của thai nhi và ADN của người cha giả định và không có một vị trí sai khác nào. Và do vậy thì cái kết luận cuối cùng ở đây là cái người cha giả định này thì không được loại trừ là người cha sinh học của cái em bé trong bụng của người mẹ. Có nghĩa là giữa em bé trong bụng mẹ và người cha giả định là có mối quan hệ huyết thống với cái độ tin cậy là trên 99,99%. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là cái độ chính xác của cái công nghệ xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai hiện nay nó cũng đã được được cái độ chính xác rất là cao. Đấy. Và thông thường đối với cái gói xét nghiệm ADN thai nhi ngay từ tuần thai thứ 7 này thì cái thời gian trả kết quả ở đây nó sẽ có hai gói. Nếu như quý vị các bạn chọn gói thường thì nó sẽ có cái thời gian trả kết quả sẽ là từ 7 đến 8 ngày, không tính ngày thu mẫu, ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ. Thế còn đối với gói nhanh thì sẽ trả kết quả trong vòng từ 4 đến 5 ngày và cũng không tính ngày thu mẫu, ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ. Thì như vậy với cái yếu tố là thời gian độ chính xác rất là cao trên 99,99% và cái thời gian trả kết quả nó cũng rất là nhanh là chỉ trong vòng 7 đến 8 ngày đối với gói thường. Thì đây là hai cái yếu tố mà tạo ra cái ưu thế nổi bật của cái gói xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai ngay từ tuần thai thứ 7 tại trung tâm ADN Novagen. Thì nếu như quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến cái dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống nói chung và cái gói dịch vụ xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai ngay từ tuần thai thứ 7 thì chúng ta có thể là liên hệ với cái trao đổi qua Zalo của tôi theo số là 0987 666 081. Tôi xin nhắc lại là cái Zalo là 0987 666 081 thì chúng ta cũng sẽ cùng trao đổi thêm. Hoặc là quý vị các bạn có thể gọi điện trực tiếp tới tổng đài của trung tâm ADN Novagen theo số là 083 424 3399. Tôi xin nhắc lại là 083 424 3399. Thì các chuyên viên của Novagen sẽ hỗ trợ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Ngoài ra nếu như quý vị các bạn có sự quan tâm tới các cái thông tin về dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống cũng như là các cái công nghệ xét nghiệm gen di truyền thì chúng ta có thể là quét cái mã QR như trên màn hình để chúng ta đăng ký cái kênh của Dr. Hòa Novagen. Thì tôi cũng sẽ thường xuyên chia sẻ những cái thông tin về ADN và công nghệ gen trên cái kênh YouTube này. Như vậy qua video này thì chúng ta đã nắm thêm được cái thông tin về cái độ chính xác của cái xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai, cũng như là chúng ta hiểu thêm được những cái yếu tố mà khó khăn cũng như là cái thách thức cũng như là cái điểm nổi bật của cái công nghệ cao ứng dụng trong cái quá trình giải trình tự ADN để so sánh cái mối quan hệ huyết thống giữa
người cha giả định và em bé vẫn còn đang trong bụng mẹ và đảm bảo được cái sự an toàn cho cả mẹ và bé trong suốt quá trình chúng ta làm cái thu mẫu để làm cái xét nghiệm ADN cha con khi đang mang thai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.